đẻ hoài rồi công ty nó không thèm mướn mình, mình lo tập trung vô mà làm ăn đồ xong nè. Cái giường sập lần nữa. Tại vì khi mà tôi qua được khách sạn đó thì tôi thấy cái điều kiện đó, làm khách sạn nó rất là sướng. Đại khái là làm cái việc gì nó cũng ở trong máy lạnh không à, công việc nó cũng nhẹ nhàng mà lương bổng nó lại khấm khá nữa, nên tôi về tôi bắt bà phải học Anh văn. Tại vì muốn làm một cái chỗ đó thì là phải học Anh văn. Lúc đó thì chú có làm thầy giáo dạy Anh văn cho cô ấy không? À, lại nữa, cũng lại làm thầy nữa. Tức là trước khi mà dạy bà đó thì bà đã học nhiều trung tâm rồi. Học rồi cũng không nói được nữa. Mà tôi ngồi tôi luyện hoài. Tôi phải mở máy cho nghe. Mà nó chỉ có nghe có cái máy cassette thôi. Chưa được 10 phút đó là đã ngủ gục rồi. Tôi cầm cái thước đó tôi mới gõ tôi bắt dậy. Bà vừa dậy mà bà còn cào ngào vừa khóc lóc. Nói đó ở nhà ba em còn chưa quýnh em lần nào hết. Mà lại gặp anh dám quýnh em. À, xin chào cô chú ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thành Tâm, đúng là 70 tuổi. Hiện bây giờ thì đối cái tuổi này là cái tuổi về hưu. Thật ra tôi chỉ là kèm anh văn tại nhà. Và tôi có một cái độc đáo là làm tạo hình bằng vỏ trứng nữa. Thật ra đây nhân dịp đầu năm thì xin tặng cái chương trình thông qua Quyền Linh là cái hình cặp trâu vàng tượng trưng cho năm Tân Sửu 2021. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ. Dễ thương quá. Con trâu này làm bằng vỏ trứng nha. Dạ. Vỏ trứng gà, trứng vịt gì đó cũng được. Đây là con trâu nái tặng cho Ngọc Lan. Con trâu đực là tặng cho Quyền Linh. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Đầu năm mới thì Ngọc Lan và Quyền Linh xin chúc cô chú sẽ thiết là nhiều sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn, thành công rực rỡ luôn. Chú có nhớ lần đầu gặp cô là năm chú bao nhiêu tuổi không ạ? Tại vì tôi chỉ nhớ là mình kết hôn năm 39 tuổi. Thì nếu mà gặp đầu tiên thì cách đó khoảng 5-6 năm. Vậy là kết hôn hơi trễ đúng không? Hơi trễ. Dạ, lúc đó cô là 20 mấy tuổi, 28-29 tuổi là đã quen với lại anh Tâm rồi. Mà mình gặp nhau trong hoàn cảnh nào hả? Dạ, cô đi dạy. Rồi xong rồi cô nằm ở trong cái ban về tổ chức về bên đoàn đội, bên khâu đoàn đội rồi phụ trách đó. Thì phải biết hát thì mới vui, mới hướng dẫn, nó mới sinh động. Thì cô thì lại không hay biết hát, cho nên cô mới nghĩ thôi bây giờ mình không biết hát mình sẽ chuyển qua đàn. Cho nên cô mới là tìm người để mà cải đàn. Thì vô tình thì cô tìm ra được là thầy. Thì cô không có ngờ là học đàn, cô tưởng là dễ lắm, học rồi là làm đàn được, mình đệm được. Thành thử ra cô thấy ớn quá, học 6 tháng mà coi như không đàn được mấy bài nữa. Thành thử ra cô từ đó cái cô bớt, cô không có không thèm học nữa. Đầu tình cảm nó nảy sinh. Đây là thầy dạy đàn của cô. Thầy là thầy dạy đàn của cô. Ủa, Linh nghĩ là chú cũng muốn kéo dài thời gian học đàn, dạy đàn đó. Cho nên không có thèm dạy chỉnh chu. Lúc được lúc không á, cố tình để cho cô học lâu chút xíu đó. Cái đúng là không, nhưng mà cái đó là mình phải sửa tay, nắm tay, nắm tại kia rồi mình phải sửa ngón á. Thì là một cái dịp để mình cầm nắm tay, hiểu không? Nè đó, bấm vô, bấm cái tay này vô đó. Bấm vô nè, cái tay này để sát vô. Bấm vô đó, như vậy đó. Cái miệng của chú ác lắm, cái miệng chú kỳ. Mà thật ra đó thì mình gặp em Long này đó, thì lại mình lại muốn nắm cái quả tim hơn là cái tay. Vậy thì chú làm cách nào để chú nắm được trái tim của cô gái ấy? Thứ nhất là mình chọn cái giờ học sau đi, sau cùng đi. Thẳng này học rồi mình có thể đi uống cà phê hoặc là đi nghe nhạc hay cái này kia rồi đó. Thì đã có một cái cơ hội để mà nắm tay. Lần dẫn mà mình nhớ dẫn đi đâu đó là hội chợ tao đàn. Tự nhiên cái mình thấy sao cái cánh tay của mình nó có cái gì bám chặt quá. Từ đó bám luôn cả một cuộc đời luôn. Thật ra là cô đã choàn tay qua tay của cô chú rồi. Một dấu hiệu để cho thấy là cô mở đèn xanh. Đúng rồi, bật đèn xanh. Nhưng mà khi nào chú tỏ tình với cô? Mình thì không biết có tỏ tình hay không. Lúc đó thì mình cũng có hứa hẹn là khi nào khấm khá thì mới lấy vợ. Sau này cái mình mới đi làm cái tàu Floating Hotel á. Thì mình làm khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó, mình nhớ đó. Thì tới tháng 12 là mình lên xe bông luôn. Cũng là có tiền rồi đó. Có tiền nữa. Chứ 2 tuần lễ mình là mình sống đựng chỉ vàng.
Còn... bao lâu cũng mới sắm được dễ dàng Lan? Tới giờ vẫn chưa có chỉ nào. Cô có nhớ lần đầu tiên mà chú đặt nụ hôn đầu đời của mình lên cuộc đời của cô? Lúc mà mới đi học á, thì khi mà đi học á, thì cầm đàn cái đi bộ tới thì nhà của anh Tâm á, có hai cái hàng me thì đi á, rồi cái me, những cái lá me với những cái hoa me nó rớt rớt lên trên cái tóc của mình á. Cái mình đi mình không ngờ lại tới thì ảnh lại biết, ảnh lấy mấy cái lá me với cái gì. Cho nên cái bước đầu là cũng như có một cái làm cho cái tình cảm của mình có bị sao động. Mình cũng không nghĩ là ổng làm cái việc đó. Có cản không? Dạ, dạ không cản. Nhiều khi nó cũng là nằm trong chiến lược. Cố tình để lá me rớt vô trong tóc. Chiều nay con về con sẽ để lá me rơi đầy đầu con. Rồi cái cứ quen với nhau mà kéo dai dẳng gì đó mà nó cũng 7-8 năm nó cũng không ai nói với ai là anh thương em hay là em thương anh. Tại vì mình thì nữ rồi, thì làm sao mình nói được cái đó. Cho nên mình cứ đợi ảnh, thì ảnh lại không nói. Mình cũng lì, mình cũng không thèm nói luôn, không nói luôn. Khoảng chiều chiều tối tối, khoảng 9-10 giờ đêm thì ảnh tới nhà của cô. Nhà của cô thì ở Thiện Nghè tại chợ đó. Cái ảnh gõ cửa, cứ tín hiệu của ảnh là cốc, 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 3 tiếng. Thì, ai ngồi đó? Dạ, thì cô từ ở trên, cô đi xuống, cô mở cửa ra là không có được vô nhà nữa, tại bà ngoại khó lắm, không có cho vô. Cái ngồi ngay chỗ người ta bán cháo lòng ở trước nhà, và cái ngồi đó nói chuyện. Cứ ngày này qua ngày kia thì mấy đứa nít ở xóm nó biết. Nó biết cái tới bữa đó đó, ảnh không có tới. Cái mấy đứa nít chạy qua, cọc, cọc. Cô tự ở trên gác, cô phóng xuống, cô mở ra chẳng có ổng. Cô biết mấy đứa nó ghẹo cô rồi. Không, mà bữa đó bà bán cháo lòng không có khách tới nên thường gõ cửa cho ra ăn. Vậy là chắc cũng có ăn cháo lòng mối rồi đó. Chắc cũng cổ phần với cái bánh cháo lòng. Nghe cô chú kể câu chuyện, chú nhớ cái câu chuyện nhà gần cái xóm chú á. Cái anh chàng kia, anh cứ ngày nào cũng ngồi ngay bà bán chè để chờ cô gái kia. Cứ thế tình yêu họ nảy nở với nhau. Và đến lúc một thời gian sau, kết quả là cái anh đã lấy cô bán chè. Ủa? Con tưởng một thời gian sau bà bán chè giàu sụ. Tại ngày nào cũng bán hết chè. Vì biết sao không? Lúc chờ đợi cô ấy á, thì quen cô bán chè, cứ trò là chuyện rồi ăn thiếu cô bán chè. Xong rồi cô kia lấy chồng, giờ cái tình cảm nảy nở với cô bán chè với anh, thế là lấy cô bán chè. Bà bán cháo lòng bà già lắm rồi thành thử. Thấy chưa? Và cuối cùng thì sao nhỉ? Sao thì đến với nhau mà không nói luôn hả? Không, cuối cùng thì ảnh nói cái tự nhiên cái bục chọn ngày để mà đám cưới. Cái thì thôi Lâm cũng chịu luôn, chứ giờ đợi lâu quá. Không chịu mà còn ai nữa đâu, ảnh rồi. Ngán ăn cháo lắm rồi. Cho mẹ mình thấy mình cũng vẫn dám mặt cô tới về nhà. Nhưng mà bà không chấm được cô nào. Và bà chấm cô Lâm. Bà biết mình làm có tiền rồi. Bà mới nói thôi mày lấy nó đi, nó hơn tao mọi phương diện rồi, nó là cô giáo rồi, nó khéo léo nữa. Để có người đi chợ nấu cơm cho mày khi tuổi già. Cái tôi mới nói là khéo nhưng mà sao không được có duyên lắm, không được đẹp lắm. Thì bà nói nếu mà nó vừa đẹp vừa khéo nữa thì đâu có đến lượt mày. À, cái điểm bà chỉ nói câu đó cho mình thức tỉnh à. Thì mẹ. Qua một cái quá trình như thế, cái ngày đám cưới chắc mình vỡ hòa hạnh phúc lắm cô nhỉ? Cũng lo, nó mỗi một cái giai đoạn nó có. Bây giờ mình kể lại thành câu chuyện vui, chứ hồi lúc đó lo chết luôn đó. Lo là tiền bạc, gia đình nó ba má hai bên thì già hết rồi, đâu có ai có tiền đâu. Hai vợ chồng phải bỏ tiền ra để lo cái đám cưới. Thì nói thẳng ra sợ ngồi á, mời bạn bè không ai tới. Sợ một hồi nó thiếu nợ. Mà rồi rốt cuộc là có nợ không cơ? Không có nợ. Nợ quá. Chú có mời bà bán cháu lòng không? Ờ, nó xin cũng quên mời bà cháu lòng. Đúng ra là nhân chứng tình yêu phải mời bán cháu lòng. Biết đâu bà đi nồi cháu lòng cũng đỡ. Đám cưới xong rồi cái đêm động phòng đó nó diễn ra như thế nào cô? Trời ơi, vui lắm. Rồi phải đi mướn nhà, chủ nhà này cũng tốt lắm, tất cả mọi thứ nội thất người ta ra hết. Bữa đó cô cũng đi làm nữa, đám cưới xong cái là đi làm liền à. Tối về mới vừa lên trên giường mà chưa kịp ngủ gì hết trơn, nó làm cho một cái tầng một cái giường sập xuống một cái rốt. Mấy người ở dưới người ta hết hồn, tôi tưởng làm gì chắc dữ dội lắm ở trên này. Mình cũng mắc cỡ nín thinh không dám nhúc nhích, cứ cái giường nó sập nghiêng vậy thì cứ để nghiêng vậy nằm vậy nè, sợ. Trời ơi. Sợ hồi ở dưới nó nghe, tại vì mình mướn ở trên lầu. Cái mơ sáng chủ nhà người ta lên người ta cười quá trời, người ta nói có anh sao không, là không có.
cái người ta lên người ta sửa cái giường lại, người ta nói hồi hôm qua người ta đóng cái đinh đó nó hơi cạn. Con á, đứa con á nói coi như là chỉ có giường sập thôi. Cái người con đóng cái đinh đó thật là bực bội hả? Người lớn sát họng đờm ho, ăn phế nam dược khỏi lo dung liên. Cô cho lấy nhau là 30 mấy năm, mình có bao nhiêu người con ạ? À vâng, thì có một đứa gái duy nhất à. Rồi thì nó cũng mới vừa kết hôn hồi tháng 31 tháng 12 vừa qua đó. Mình làm tình trăm năm có nhiều người, cũng mười mấy người. Thưa chú có người con hả nhỉ? Mình đi làm á, rồi sợ sợ sanh đẻ hoài rồi công ty nó không thèm mướn mình. Mình lo tập trung vô mà làm ăn đồ không nè. Cái giường sập lần nữa. Tại vì khi mà tôi đi qua được khách sạn đó, thì tôi thấy cái điều kiện á, làm khách sạn nó rất là sướng. Đại khái là làm cái việc gì nó cũng ở trong máy lạnh không à. Công việc nó cũng nhẹ nhàng, mà lương bổng nó lại khấm khá nữa. Nên tôi về tôi bắt bà phải học anh văn. Tại vì muốn làm một cái chỗ đó thì là phải học anh văn. Lúc đó thì chú có làm thầy giáo dạy anh văn cho cô ấy không? Lại nữa, cũng lại làm thầy nữa. Tức là trước khi mà dạy bà đó thì bà đã học nhiều trung tâm rồi. Học rồi cũng không nói được nữa. Mà tôi ngồi tôi luyện hoài. Tôi phải mở máy cho nghe. Mà nó chỉ có nghe có cái máy cassette thôi. Chưa được 10 phút đó là đã ngủ gục rồi. Tôi cầm cái thước đó tôi mới gõ tôi bắt dậy. Bà vừa dậy mà bà còn cào nhào vừa khóc lóc. Nói đó ở nhà ba em còn chưa quýnh em lần nào hết. Mà lại gặp anh dám quýnh em. Đúng rồi. Lúc ta yêu nhau chưa gì dạy đàn á, mân mê tay rồi kia chỉ từng ly. Khi ta lấy về dạy tiếng Anh lấy thước đánh ta rồi. Nếu mà người ta hỏi mình nghe không được cái gì á, thì mình bung cái vốn mình học thuộc lòng. Để mà người quản lý nước ngoài người ta biết, kể ra thì cô này cũng nói được tiếng Anh. Sau đó cô nói được không? Cũng được, tại vì ảnh luyện cho ảnh nhảy vô theo Long luôn. Khi ảnh nhảy vô theo cô thì ở trong đó đó, cái bà sếp đó đó, bà đuổi ra, bà là ta không cần mày. Ở đây tao có ổng để tôi vô tôi dịch cho vợ tôi là không cần thiết. Ở đây tao có người dịch rồi, tao không cần mày, đuổi ảnh ra. Cái bà đó bà mới nói tiếng Anh với cô thì cô đâu có biết nghe. Cô mới nói, cô nói là cho cô vô làm đi thì cô hứa cô sẽ biết tiếng Anh. Tại vì cô hồi đó cô có học tiếng Anh nhưng mà lâu quá cô lo làm may giá đồ không nè, thành thử ra không có luyện lại. Cái bà nghe như vậy, cái bà thấy bà cần một cái người để mà cắt đồ. Thì bà dòm tay của cô thì bà biết cô là thợ may rồi. Tại vì có những cái vết chai của những cái đường kéo á. Rồi cái bà là thôi bây giờ tao chưa trả lời với mày được hay không, mày đi về đây rồi nữa tao sẽ gọi. Rồi sau đó về một cái là có một cái bức thơ mời tới để làm thì lúc đó đó là ráo riết học anh văn. Học kiểu mà học thuộc lòng á. Học kiểu mà vô không cho cổ nói. Mình nói là để cho mình tự nói. Mình tự nói về một cái bài, về cái tiếng Anh của mình. Cái mình nói cái cổ thấy được, cổ là thì chứ không biết gì hết. Cái này cũng nói được hai trang giấy, học gần chết luôn rồi một tuần lễ. Học còn phải nhắn nhá rồi nữa, chứ đâu phải học thuộc lòng đọc cái ào đâu. Biểu cảm nữa. Phải biểu cảm đồ lên nữa, thành thử ra mình phải thuộc thì cả thuộc mình mới biểu cảm được. Nói chung là tình yêu của cô chú xuất phát từ thầy trò nha. Từ dạy đàn cô tới dạy tiếng Anh luôn. Trong quá trình tìm hiểu như thế, rồi đến khi yêu xong rồi mà cần cả chục năm mới lấy nhau. Vậy thì cái bí quyết nào trong những lúc mà dầu sôi lửa bỏng cãi nhau như thế thì ai sẽ là người nhường nhịn ai? Làm sao để vượt qua những cái cuộc cãi vã như thế để hạnh phúc cho tới 30 mấy năm như thế á cô chú? Cô nhịn. Cô nhịn. Cô là người nhịn. Với cô không có chấp dứt mấy cái chuyện đó. Cô chỉ tính một cái chuyện lớn lao thôi à. Thì ảnh ưa la. Trong cái thời kỳ mà quen biết á thì coi như bả nhịn tối đa không cái gì, coi như không có cái gọi gì là tranh cãi cãi cọ hết á, chỉ có sau này thôi, khi sau cái ngày cưới thôi thì nó còn có những cái tranh cãi một cái nữa, chỉ nhìn lúc yêu nhau thôi. Thì đúng rồi, lúc yêu nhau không lấy thước gõ người ta, giờ lấy nhau xong rồi gõ người ta, sao ta nhịn được nữa? Sao ta nhịn được nữa? Nói chung mỗi người đều có lỗi đó. Rồi sau đó thì sao? Lúc cưới nhau rồi thì cô không có nhịn nữa đúng không? Không, cô cũng nhịn không chứ. Tại vì chú nói vậy chứ. Giống như là làm bếp hay là gì đó. Cái ảnh làm ảnh bài tùm lum hết trơn. Thì cô không có chịu. Cô la đừng có bài. Cái cô nhắc là cái này nè nghe nhớ nha. Xong rồi á là để vô trong cái bồn rửa chén dùng cho Lâm đi nha. Cái ảnh la một cái quét. Ảnh la sống bao lâu nữa mà gây rắc rối. Ảnh la một cái á là
hết hồn hết vía luôn, chén mình cầm sợ còn rớt nữa đó. Cái Long nó trời gì la dữ vậy, cái xăm rồi cái thôi thì nói chuyện lại, kệ đi, tại vì cho ảnh la đi, bạn cho ảnh giải tỏa cái nỗi bực bội trong con người của ảnh, rồi với lại cho cái nhà nó ấm lên, cho ảnh la. La cô bình thường à. Thế chưa con, mốt chồng ngõ la con cũng nhìn không, con không lấy chồng nữa chú ơi, con không lấy chồng. Bây giờ chú thấy rằng giữa cô và chú có những điều gì hợp với nhau và những điều gì chưa hợp với nhau trong suốt quá trình ba mươi mấy năm như thế? Để cô nói luôn, ảnh nói chậm chạp quá. Coi như giống như trái ổi vậy, người thích ăn cái vỏ, người thích ăn cái ruột. Cô thích ăn cái ruột, ảnh thích ăn cái vỏ. Thành thử ra dung qua dung lại thì coi như nó được với nhau, nó hòa hợp với nhau. Giống như là ảnh thì không có biết uống cà phê, cô thì lại thích uống cà phê. Đó, cái hồi lúc quen nhau đó, ảnh thích cà phê thì cô ưa chăm cà phê cho ảnh uống, thấy ảnh uống thấy ảnh khoái quá. Cái một đống cà phê cô làm luôn một lượt luôn, nó kẹo quéo luôn, ảnh uống vô cái ảnh bực, ảnh chịu không nổi, say xỉn luôn, bị bệnh à, bị bệnh mấy ngày luôn, từ đó về sau hết bỏ cà phê, thành ra cô ghiền cà phê. Cô không ghiền gì thì cũng như có thì uống, không có thì thôi vậy đó. Bây giờ chú thích uống gì? Thường thường là uống trà, hoặc là nếu nói có giống giống cà phê là uống cacao á. Uống cacao là thấy trong người nó cũng nó khỏe. Đi vô quán thì chú kêu gì? Thường chú kêu gì? Thường vô quán thì kêu nước ngọt không à. Vô quán cái phụ nữ kêu cà phê, cái thằng ông kêu nước ngọt. Không, hồi lúc mới quen đâu dám kêu cà phê đâu ai con. Dạ. Kêu sữa cho nó mềm mại, nó dễ thương à. Chứ còn quen sau này thì mình thích sao mình làm vậy đi. Cô ơi, giờ con hỏi cái chuyện này nó riêng tư chút xíu nè. Ở nhà là cô với chú người nào là ghen hơn? Ghen hả? Dạ. Thì công nhận thì hai người thì cũng có tin với nhau. Cho nên nhiều khi ảnh đi chơi hay là ảnh đi du lịch rồi đó thì cô cũng không có ghen, cũng bình thường thôi. Ảnh thích đi thì ảnh cứ đi. Còn bên nay là có bạn của cô mời đi chơi thì cô theo, thì ảnh cũng cho vui vẻ. Có bao giờ thầy lén phén với một bóng hồng nào, hay có ý tưởng với một bóng hồng nào mà cô nghĩ tới không? Dạ chưa. Hồi lúc mà mới quen với nhau á thì tại vì ảnh có học trò nhiều thì lúc đó còn hơi ghen ghen chỉ đó. Đàn này kia, dạ, nắm tay chỉ đàn này rồi kia đó. Rồi với mấy đứa nó ẹo nó nói nhõng nhẽo rồi đó thì còn có ghen. Còn bây giờ thì thôi, không có tin tưởng. Ảnh muốn đi đâu chơi thì kệ ảnh cứ đi đó. Còn cô muốn đi đâu chơi thì ảnh cũng cho đi. Vậy là cô với chú là dùng cái chiêu là lạt mềm buộc chặt. Nhưng mình đòi hỏi quá tuyệt vời thì để làm cái gì, miễn mình thấy hạnh phúc như vậy cũng là được rồi. Chứ mình không có đòi hỏi quá cao, không phải được cái này rồi mình đòi cái khác cao mãi. Thấy chưa con, đừng đòi hỏi cái cao quá, đừng thấy được mà cứ leo lên. Con giờ không có ai để con đòi hết á. Kinh nghiệm sau này nếu có phải... Không có luôn. Vậy đó hả? Có giờ chú phát hiện có một người đàn ông nào đằng sau lưng cô, hay là một người nào mà để ý tới cô không? À thì cái này cũng là một cái mà quả cũng là chưa yêu ai từ cái thuở mà tuổi thiếu nữ hả? Thì tôi cũng chắc hình như bạn chưa yêu ai hết. Coi như là chú là mối tình đầu luôn á. Coi như vậy, thật ra mình bảo đảm rằng không có gì để ghen hết. Vậy đó, mà cái môi trường làm việc á thì nó cũng không có phải đụng chạm nhiều, tại vì bả lúc đó là cô giáo, chỉ có dạy học trò xong rồi về thôi. Sau này bả đi làm thì cũng cái môi trường làm việc thì cũng nữ nhiều hơn. Cô thì không có đụng chạm nhiều nhưng mà chú có đụng chạm nhiều đó nha. Nói thật chứ đó, chú dạy đàn mấy cô xinh đẹp cầm tay thì có bao giờ cảm giác một cái bàn tay học trò đàn nào mà mềm hơn bàn tay của cô không? À, nắm thì tôi không có nắm. Nhưng mà tôi nhìn đúng là có những bàn tay đẹp quá. Tức là có những bàn tay trắng bóc. Tại vì cái thi mà mình nói em bấm như vậy nè, thì mình nhìn so hai bàn tay thì mình thấy rõ ràng là kịch cỏm liền. Tức là một bàn tay thì già gân guốc đen thui, còn một bàn tay nõ ngà trắng bóc thì mình thấy cái đó cũng là cái cách biệt rồi. Vậy thì làm sao chú vượt qua những cái giai đoạn mà cảm xúc như thế? Khi làm thầy nó cũng là một nửa của đạo đức rồi. Rồi cái mình nghệ sĩ là mình đàn là một nửa đạo đức nữa. Thành ra chính vì cái
cái đuôi quá đạo đức, mà nhiều khi tiếng đàn mình nó không có được lãng mạn, không được réo rắt. Thành ra giống như ba tôi nói đó, tức là tiếng đàn này không có mùi, tức là đánh lên đó mà tôi không hiểu tại sao cái mùi là sao. Sau này tôi mới để ý những người nghệ sĩ tên tuổi đó, họ đánh lên đúng là nó có cái mùi, yeah, cái mùi của cái tiếng đàn. Còn mình không có, thì chắc có lẽ là ngọt ngào nhưng mà là cái mùi hôi rồi gì. Tức là những người nghệ sĩ thăng hoa đó, họ lãng mạn, họ có những cái cảm xúc nó bất ngờ, thì cái tiếng đàn nó sẽ vận vào đấy và nó thăng hoa. Còn chú thì hơi cứng ngắc trong trong sự lãng mạn đó, thành ra chú mới giữ được ngày hôm nay. Chứ gặp thầy dạy đàn thì gặp những cái bàn tay mà dịu dàng, ngọt ngào, đẹp, thon búp bê, thon như thế thì làm sao vượt qua được. Thì chính những điều đó đó đã giúp cô chú cho đến ngày hôm nay. Chứ nếu mà gặp ông thầy mà thăng hoa đó, lãng mạn, say nắng liền, say liền, bàn tay búp măng non sao vượt qua nổi. Đúng rồi, là say nắng chứ không còn say cà phê nữa. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì có một cái món quà rất là bất ngờ. Đây là một cái lá thơ của chú gửi tặng cho cô. Con sẽ đọc thay cho cô nha. Thứ nhất là lời xin lỗi muộn màng. Khi viết thư này, anh đã tìm lại bộ nhớ của mình cách đây 35 năm. Thường mỗi tối sau khi đi dạy về, anh thường ghé lại nhà em tám chuyện đến khuya. Nhưng mỗi tuần anh đã lỡ hẹn khoảng 1-2 lần, chẳng phải vì mệt mỏi hay nhức đầu, mà vì cuộc hẹn với người thứ ba mà anh chẳng hề nói ra, cho đến bây giờ thì mới nói lời xin lỗi. Giấu hà. Để anh được làm những gì anh thích và thích những gì anh làm. Tại căn hộ ở lầu 4 chung cư mà anh em mình đã mua được sau 3 năm dành dụm, nhưng phải 18 năm sau, một mình em đã tiết kiệm để mua được căn nhà ở dưới đất, để khỏi phải đi bộ lên lầu 4 chung cư vì mỏi gối. Sáng nào cũng vậy, sau khi ăn sáng cùng em thì anh đến chung cư để làm linh vật bằng vỏ trứng. Trưa thì về ăn cơm cùng em. Dù rằng em đã có chú chó nhỏ là Sam để làm bạn, buổi chiều trở lại căn hộ chung cư để kèm các học trò nhỏ môn tiếng Anh, và buổi tối về nhà thì ăn cơm tối, lúc đó là khoảng 10 giờ, rồi đi ngủ ở bên em. Một ngày hạnh phúc như ước mơ. Xin cảm ơn em, Mỹ Long. Một ngày làm việc xong về hạnh phúc được ngủ bên em. Nghe nó ngọt ngào quá nha. Ở xưa giờ chú có hay viết thơ cho cô không? Dạ, ít có lắm. Ít có hả? Khi mà nghe cái lá thư này thì cô cảm nhận thế nào về cái tình yêu thương của chú dành cho cô? Thì thật sự ra đó thì chú cũng thường hay có những cái tình cảm vậy, nhưng mà có một cái cũng như ít có biết nói, không có nói. Con nghĩ là cô sẽ cảm nhận được hết tình cảm của chú dành cho cô. Cô thì cũng như cảm nhận qua những cái hành động thực tế, cái miệng ư la la vậy chứ, nhưng mà lại không có mấy người hay la la chứ hiền trong tâm mà tốt. Hiền đó. Bây giờ con gái là đi lấy chồng rồi, ở nhà chồng luôn hả? Dạ. Nhưng mà vậy có hai ông bà sống với nhau thôi. Với bé Sam nữa. Bé Sam. Dạ. Sam nào? Sam cuốn cuốn. Sam cuốn 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 hai. Dạ. Dễ thương đó. Thưa cô chú, bây giờ thì chương trình có một cái món quà bí mật dành tặng cho cô chú. Cô chú sẽ hướng mắt lên màn hình để xem món quà đó là gì nha. Hello mommy, hello daddy. Trước tiên con muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã luôn yêu thương và chăm sóc cho con. Ngày bé, tuy con có hơi bướng bỉnh, hay gây chuyện, nhưng ba mẹ vẫn luôn kiên trì dạy dỗ và không bao giờ đánh con dù chỉ là một roi nào. Ba mẹ không luôn chiều, không binh vực con mà luôn ở bên cạnh, chỉ cho con biết đúng sai rõ ràng. Phải luôn chịu trách nhiệm trước những cái quyết định, những cái sự lựa chọn của bản thân. Càng lớn thì con càng thấm thía hơn, và con rất cảm ơn cái sự nghiêm khắc đó của ba mẹ. Nhờ đó mà con có được sự trưởng thành như ngày hôm nay. Con còn nhớ lúc nhỏ, hoàn cảnh nhà mình cũng không được mấy khá giả. Dù phải làm việc vất vả nhưng mà ba mẹ vẫn luôn cố gắng để cho con có được một cuộc sống đầy đủ nhất, không để con phải thua thiệt với bạn bè. Lúc đó thì ba mới vừa
mở một cái lớp dạy học thêm minh văn tại nhà. Con nhớ thu nhập lúc đó của ba nó không cao, nhưng ba sẵn sàng mua cho con một món đồ chơi mà giá trị của nó là gần bằng 1/3 cái thu nhập một tháng của ba. Con biết là ba luôn yêu thương con bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Con rất là may mắn khi mà có Mommy giống như là một người bạn thân thiết của con. Phải nói là một người mẹ rất suy tim, rất là hiểu tâm lý, luôn đi ăn, đi chơi, đi shopping chung với con, luôn ở bên cạnh con những lúc mà con cần sự giúp đỡ. Thật sự Mommy luôn là một cái chỗ dựa vững chắc, an toàn nhất cho con. Ngày trước thì mẹ hay nói cơm người khó lắm ai ơi, bao nhiêu cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Lúc đó con còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều đó. Rồi những cái tháng năm mà con phải đi làm xa nhà, con trải qua nhiều chuyện thì con mới càng thấm thía hơn những điều mà mẹ dạy con, những điều mẹ chia sẻ cho con. Con muốn làm việc thật tốt để sau này tài chính vững vàng hơn, có được thời gian để bên ba mẹ nhiều hơn. Nay thì con đã lớn, con cũng có thể tự tin nói với ba mẹ rằng là đừng có lo cho con nữa, hãy để con lo lắng lại cho ba mẹ. Ba mẹ hãy tận hưởng cuộc sống, hãy đi du lịch, shopping, làm những điều mà ba mẹ thích. Đừng có mãi lo cho tụi con hoài. Con không có giỏi nói những cái lời yêu thương, nhưng mà con biết là ba mẹ sẽ hiểu qua những cái hành động mà con làm. Con mong gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Ba mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và sống với vợ chồng con thật là dài lâu nha. Con yêu ba mẹ nhiều. Hay vậy. Được cái clip này. Dạ, sao lại lấy được cái clip này? Cái chương trình cũng chịu khó thực hiện những cái này, phải nói là cái ekip mà làm cái chương trình đó, tại vì tôi nhiều lần tôi nói con gái là phải tham dự, nó không chịu. Dạ. Mà không biết sao chương trình làm được, tôi rất là cảm ơn chương trình và phải nói là khen tặng cái chương trình tôi qua những cái clip này. Quá là bất ngờ luôn với cô. Dạ. Cô nghĩ là không có con gái của cô nói, tại vì nó nói với cô rồi. Nó là thôi con không có dám lên đâu, mẹ can đảm quá. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi cho mình như vậy thì cảm xúc của cô chú hiện tại là như thế nào? Cảm xúc nhất là khi mà bé đứng lên nói. Vì bình thường thì bé đã làm những cái hành động cảm xúc lâu rồi. Đó là bé rất là lo lắng cho cô. Đó thì sau khi nó thi đại học á, riêng tiếp 2 năm không có đậu thì nó xin năn nỉ bả cho nó vô đi làm trong khách sạn. Nhưng mà lúc đó thì anh văn của nó cũng thường thôi, nhưng mà sau khi nó đi 2 chuyến tàu Viễn Dương, nó gọi là tiếp viên tàu Viễn Dương á, thì tự nhiên nó giỏi hẳn luôn. Với lại là do tiếp nhận cái kiên nhẫn của chú á. Có món quà của chú dành tặng cho cô, và chú sẽ chia sẻ cái bí quyết hạnh phúc cho mọi người. Không phải là cái bí quyết gì, nhưng mà để dành tặng cho cô cũng như là tặng cho các bạn trẻ. Bây giờ em có thể đọc mấy câu đó coi như một lời khuyên đối với những giới trẻ. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Ca dao Việt Nam. Cái đó là của ca dao. Còn là cái sao là tốt đây còn giọng nữa. Còn đây nữa hả? Còn khi gặp vợ lắm lời, chồng nên im tiếng một lời ấm êm. Câu đây là có khi em tiếng anh làm rất ít thôi. Chồng nên im tiếng thì mỗi một đời ấm êm rồi. Còn lên tiếng là mệt lắm á. Cảm ơn cô chú rất nhiều.